bạn đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc. Hôm nay Ngọc xin mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món cá lóc kho tiêu nha các bạn. Món này chúng ta ăn cơm nóng rất là ngon các bạn ạ. Các bạn thấy ngon ghê chưa? Cá lóc này chúng ta ăn với cơm nóng rất là ngon các bạn. Các bạn nhìn nè. À, các bạn thấy khứa cá không? Vàng ươm, thịt thì chắc mềm như thế này rất là ngon các bạn. Đặc biệt là ăn với cơm nóng rất là ngon. À, phần nước thì keo sánh như thế này này các bạn nhìn nè. À, rất là thơm luôn. À, các bạn thích ăn ớt các bạn có thể cho vào ha. Đều rất là ngon các bạn nhìn khứa cá của Ngọc đây. Ngọc vẽ cho các bạn xem. Các bạn nhìn nè. Ha, các bạn thấy không? Cá mềm thơm như thế này đây. Và nguyên liệu để làm món cá lóc kho ở đây Ngọc dùng một con cá lóc ha các bạn. Ngọc chỉ lấy cái phần thịt cá, phần đầu cá thì Ngọc không lấy ha. Phần đầu cá này để dành nấu canh chua, còn phần thịt cá này ở đây một khứa cá như thế này là khoảng 500 gram nha các bạn. Ngọc chỉ lấy cái nguyên cái phần mình này để chúng ta kho thôi ha. Thì một lát thì Ngọc sẽ khứa thành những khứa vừa ăn ha. Và để kho 500 gram cá lóc này thì Ngọc dùng khoảng 3 muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, một ít gốc hành, một ít tỏi, một ít ớt. Ngoài ra để kho cá thì chúng ta phải cần thêm nước màu. Và ở đây thì Ngọc dùng thêm một muỗng cà phê nước màu và 2 muỗng canh dầu ăn ha. Và bây giờ Ngọc sẽ xắt phần cá này ra để chúng ta chuẩn bị ướp cá chúng ta kho nha. Đối với kho cá lóc thì các bạn nên khứa những khứa vừa ăn, không nên quá lớn cũng không quá nhỏ ha. Để khi chúng ta kho thì cá chúng ta mới ngon. Cái bạn khứa bề ngang khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi nha. Và bề dài thì tùy theo khứa cá các bạn nhìn nè, cá chúng ta còn tươi cho nên thịt rất là trắng và mềm các bạn. Sẽ dùng dao nhọn, các bạn sẽ lấy cái phần bên trong của cá nè, các bạn lấy cái phần máu bên trong này nè, để khi chúng ta kho thì cá chúng ta nó sẽ trắng và trong, nó ngon. Các bạn lấy phần máu này nè, phần này đây, các bạn sẽ bỏ đi hết ha. Và tương tự thì Ngọc sẽ rửa sạch phần cá này trước khi chúng ta ướp gia vị nha các bạn. Phần cá lóc sau khi chúng ta đã rửa sạch và là chúng ta đã khứa xong, chuẩn bị chúng ta ướp gia vị để chúng ta kho nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng cà phê nước màu hay còn gọi là nước hàng. Phần gia vị chúng ta chuẩn bị sẵn lúc nãy các bạn cũng cho vào luôn. Các bạn sẽ cho vào đây một ít gốc hành. Riêng phần nước mắm chúng ta không cho vào nha các bạn. Để khi chúng ta cháy cá xong thì chúng ta cho vào, cá chúng ta nó sẽ ngon. Và các bạn trộn đều lên, sau đó chúng ta sẽ để cho cá thấm gia vị trong vòng khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ tiến hành đi kho cá ha. Chúng ta để đây ha. Sau khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho hết phần tỏi vào, các bạn nó phi cho nó vàng, nó thơm nha, trước khi chúng ta cho cá vào ha. Sau khi tỏi đã vàng, các bạn sẽ cho hết phần cá lóc vào. Các bạn sẽ đảo đều lên cho cá chúng ta săn trước khi chúng ta cho nước mắm vào ha. Sau khi cá chúng ta săn, các bạn sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm ban đầu chúng ta đã chuẩn bị ha. Và các bạn sẽ kho cho riu riu cho cá chúng ta thấm cái phần nước mắm này, thì chúng ta sẽ cho vào đây nửa chén canh nước nha. Cá chúng ta đã thấm gia vị, các bạn cho vào đây nửa chén canh nước nha. Và chúng ta sẽ kho cho phần cá này nó cạn phần nước và chúng ta nêm gia vị cho vừa ăn. Và để phần cá chúng ta trong quá trình kho nó sẽ ngon, các bạn sẽ cho vào đây một ít gốc hành nha. Để khi cá chúng ta sôi lên thì hành nó ra hương thơm, cá chúng ta sẽ ngon nha các bạn. Và các bạn mở lửa vừa để chúng ta kho nha. Và sau khoảng 10 phút kho thì phần cá chúng ta bắt đầu keo sánh lại này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho hành vào và tắt bếp nha các bạn. À các bạn ơi, món cá lóc kho tiêu của chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn. Các bạn nhìn nè, các bạn thấy không? À, từng khứa cá lóc vàng ươm ha, nước thì sánh mịn. Bây giờ chúng ta sẽ gắp phần cá lóc này ra để xem cá như thế nào nha các bạn. Nhìn nè. Các bạn thấy ngon ghê chưa? Cá lóc này chúng ta ăn với cơm nóng rất là ngon các bạn. Các bạn nhìn nè.
À, các bạn thấy khứa cá không? Vàng ươm, thịt thì chắc mềm như thế này rất là ngon các bạn. Đặc biệt là ăn với cơm nóng rất là ngon. À, phần nước thì keo sánh như thế này này các bạn nhìn nè. À, rất là thơm luôn. À, các bạn thích ăn ớt các bạn có thể cho vào ha. Đều rất là ngon các bạn nhìn khứa cá của Ngọc đây. Ngọc vẽ cho các bạn xem, các bạn nhìn nè. Ha, các bạn thấy không? Cá mềm thơm như thế này đây. Cái này ăn cơm nóng rất là ngon. Mời các bạn cùng thưởng thức với Ngọc nha. Thịt cá mềm rất là dễ ăn các bạn, đặc biệt là thịt cá rất là chắc và dẻ như thế này nè các bạn, ngon lắm luôn. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món cá lóc kho tiêu thật là ngon nha các bạn. À, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chào tạm biệt các bạn nha.